phần tiến trình chúng ta đọc tiếp phần tiến trình này. Mary là phần trên đúng không? Chúng ta kết nối vào phần Mary. Mary nhiều khi mình chả nhìn đâu, mình chỉ đọc học lý thuyết mình biết nó là cái đấy đúng không? Mình chả biết được. Rồi data file phía dưới mình cũng có ta can thiệp vào đâu. Thế thì dữ liệu nó ghi từ người dùng đúng không? Người dùng thao tác mà ghi xuống data file như nào? Từ bộ nhớ là các thành phần nó độc lập với nhau đúng không? Rồi data file nó là file gọi là vô tri vô giác ở dưới, nó có nó độc lập với nhau. Làm sao mà nó ghi dữ liệu được? Khi mà chúng ta update, khi chúng ta đi email là sao mà nó thao tác được tất cả các dữ liệu để nó ghi xuống data file? Thì cái tiến trình nó là ở giữa. Nó ở giữa, nó ghi xuống. Đây là vùng nhớ SGA. Rồi có thêm cái PGA nữa. Cái tiến trình, các tiến trình ở dưới đây. Thầy cứ ghi nó gọi là song song đi. Và dưới đây là các cái data file, các file vật lý. Tiến trình ở giữa. Nó sẽ có nhiệm vụ ghi xuống các data file, ghi xuống control file, ghi xuống reload file, ghi xuống các cái log file, ghi xuống iLog file. Tất cả này thì nó gọi là tiến trình. Nó có ba loại nhé, một hai ba loại tiến trình. Đầu tiên là tiến trình user. User có nghĩa là mình dùng tốt, mình dùng Echo Navigator hay dùng một cái chương trình client kết nối đến database, hay là mình có cái ứng dụng ấy. Ứng dụng mình kết nối database, ứng dụng thì có thể mình dùng collection pool khai báo kết nối database, hay là mình dùng cái logic cũng có kết nối database vân vân, đại loại là kết nối database thì nó gọi là tiến trình ứng dụng, chung gồm là ứng dụng dụng. Tiếp theo là gọi là tiến trình database, database process nha. Trong ba database process này thì có hai cái loại là 2.1, 2.1 là tiến trình server. Khi bất kỳ ứng dụng kết nối đến thì nó có một tiến trình server. Tiến trình server này nó sẽ điều khiển cái session của chúng ta. Chúng ta cần cái gì thì tiến trình nó sẽ hoạt động thôi. Ngoài ra là có cái tiến trình gọi background process là tiến trình mặc định. Ví dụ ghi xuống mỗi một tiến trình mặc định này là sẽ có một cái nhiệm vụ riêng. Ghi xuống data file thì là data writer, ghi xuống log file thì là log writer, ghi xuống cái log file là ARC đúng không? Cái log. Đấy. Cái log process. Đôi bên giữa hai thằng thì nó có một tiến trình riêng, vân vân. Tất cả các tiến trình gọi là background process. Mà khi chúng ta kim một tiến trình background process này thì cái nguy cơ của chúng ta, cái item của chúng ta có thể bị down. Do đó là cái tiến trình background này chúng ta chú ý đừng kim nhầm nhé. Không kim nhầm rất là phiền. Rồi ngoài ra chúng ta có các tiến trình diamond. Diamond là tiến trình mặc định quả hệ thống OS nó có. Nó phải có để nó bật cái phần mềm của chúng ta. Ví dụ bật cái cluster nó phải có phần mềm, có các tiến trình diamond, ví dụ OHAD để tự động bật, hay là OC CCS đúng không, tiến trình Oracle cluster của nó đấy, hoặc tiến trình liên quan đến các cái listener, tiến trình liên quan đến bật cái hạ tầng ADM, thì nó là còn phải có các tiến trình quản lý, bất kỳ thành phần nào cũng phải có tiến trình quản lý nhá. Chúng ta học tiếp cái phần liên quan tiến trình này. Tiến trình user này thông qua listener đúng không? Listener là cái mà nó sẽ có IP, có cái port 1521, có cái service name SSID hoặc là service name để kết nối vào thông qua user path đường truyền mạng thông. Ok thì sẽ có một tiến trình server nâng cấp cho chúng ta, và có một vùng nhớ PGA riêng chúng ta hoạt động. Thì vào đây thì chúng ta sẽ bắt đầu thao tác thôi. Trong SGA đây các vùng nhớ của chúng ta vừa rồi đúng không? Share pool, data bucket, Linux buffer, lag pool, ra pool, sim pool đúng không? Các phòng nhớ đó. Và chúng ta có các cái chương trình background process này, DB writer để ghi dữ liệu xuống data file. Xuống data file đây. Rồi checkpoint để ghi dữ liệu xuống cái checkpoint. Checkpoint là một cái tấm bản đồ của cơ sở liệu mà chúng ta sẽ học sau. Rồi cái log file. Log writer để ghi dữ liệu từ Linux buffer xuống mà. Nó phải ghi xuống. Nó phải ghi xuống nhé, không ghi xuống thì cứ để memory lúc lúc máy chủ nó bị đi tắt thì mất. Nó phải ghi xuống file chứ, các file đây này. Còn cái admin là system monitor,
đột nhiên database chết, khi bật lên thì phải có một cái chương trình lo liệu cái nhiệm vụ đấy, lo hậu sự như thằng em non nó lo hậu sự. Rồi cái bemon đang chạy bình thường nó cao tải hoặc là máy cái mình tự nhiên nó mạng đó, nó đồn gột rồi, thì khi đó là process monitor nó sẽ làm nhiệm vụ dọn dẹp cái process đó. Nó đang lock, ví dụ ông này đang lock 1.000 bản ghi, trả cái lock. Ông này đã dùng cái vùng tem, trả tem. Ông này đang đang khóa cái vùng undo, một cái vùng undo segment, trả undo segment. Có nghĩa là nó giải phóng tất cả các tài nguyên về cái vị trí, làm sao để cho database có cái tài nguyên hoạt động cho cái session khác. Chúng ta đâu phải là chạy có một và hai session đâu, chạy chúng ta 1.000 session, hàng chục nghìn session, đúng không? Thì PMAN nó sẽ hoạt động đó. Tiếp theo là các cái vùng nhớ liên quan đến TECO, nó là liên quan đến giao dịch phân tán. Cái building nhá, thì nó là cái cực kỳ đặc biệt và cực kỳ cái tuyệt vời của Oracle. Chúng ta đứng ở đây, chúng ta câu được ở thằng xa. Chúng ta có 10 DB. Đứng mỗi DB này tạo lên mình. Móc được hết tất cả các dữ liệu ở thằng kia, miễn là có quyền. Tiện đúng không? Nó rất là tiện. Khá là thuận tiện đấy. Nhiều cái hệ thống mà nó có hàng trăm DB linh. 200 DB linh, 250 DB linh. Thì mình thấy rằng nó phức tạp nè. Đúng như kiểu mạng nhện luôn. Nhưng mà nhiều khi vụ nó thế, nó cần như thế thì nó mới đổ dữ liệu, nó mới tổng hợp, nó mới làm nên được các cái kết quả ha. Tiến trình listener registration là đăng ký cái listener này, rồi tiến trình mmon này, tiến trình để nó chụp các cái tải AVFA, ADM cho chúng ta định kỳ 6 phút một lần để cho phép là sau này là xử lý hệ thống mình có chậm treo gì đấy, hoặc là nó thống kê các cái câu lệnh này chạy bao lần, chạy 30 phút vân vân, câu lệnh là gì thì nó phải có cái thằng này nó hoạt động. Tự động của ta thì chúng ta không biết, nhưng mà đây nó có tiến trình. Rồi một số tiến trình khác, ARC là cái lốc này. Các tiến trình liên quan đến hạ tầng. ADM và Oracle Restart. Oracle Restart thì khi mình cài Oracle một nốt thì nó có Oracle Restart. Oracle Restart này, mục đích chính của nó, Oracle, khi mà máy chủ nó restart, nó tự động bật lên. Chúng ta không phải làm gì. Tự động bật cái database chúng ta lên, tự động bật listener chúng ta lên. Thì nó gọi là Oracle Restart. Tất nhiên là mình không cài Oracle Restart này, mình vẫn có thể làm như thế. Khi mà OS nó bật lên, đúng không? OS nó được on boot lên đấy. Mình có một cái công tắc on boot lên. Thì mình sẽ có một shell script nhỏ nhỏ thôi. Vào cái thư mục đấy, đúng không? Chạy startup là xong. Echo Plus chạy startup là xong. Đấy. Cũng được thôi, không sao cả. Không cài Oracle Restart. Nó Oracle Restart thì nó giả lập giống giống như kiểu Rack. Không có SRVCTL thứ. Thì trong hạ tầng grid này nhá, thì nó có hai cái niệm OHAS là Oracle High Availability Service để đảm bảo rằng ngày khi mà cái máy chủ của mình chết thì nó bật lên luôn. Rồi Oracle CS Greater Service ấy. D là Diamond nhá. Rồi Deep Monitor các cái agent của Oracle CS agent rồi Aura Root agent. Đấy là các cái tiến trình mặc định của grid nó có. Nó thực chất nó là SQL script thôi. Chúng ta học cái tiến trình đầu tiên nó là DB Writer. Cái DB Writer này để nó mục đích là nó ghi dữ liệu từ buffer xuống là tập phải. Đây chính là này, này, hình này. Để làm sao mà khi mà chúng ta đang chạy bình thường database mình chết, nó vẫn còn ở data file này. Nó ghi đây rồi. Không phải khi commit nó ghi đâu nha. Database không phải commit nó ghi luôn. Database khi commit thì nó đánh dấu này này. Đây là các dirty block này. Tức là cái dữ liệu đã commit rồi. Nó sẵn sàng ghi xuống. Nhưng mà có nhiều trường hợp là chúng ta khi chúng ta gõ câu lệnh update thì nó đánh dấu là dữ liệu này là dirty rồi. Chưa commit. Thì cứ định kỳ nó ghi xuống thôi. Ghi xuống đây đấy. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian là nó 3 phút một lần nó sẽ kiểm tra xem các bản ghi đây nó có commit chưa thì nó bỏ ra, loại bỏ ra. Chứ đấy là một mục tiêu là nó để nó ghi nhanh chóng các cái thằng này, để nó lọc từng cái bản ghi một đã có commit chưa có commit để nó đẩy xuống data file thì nó chậm, thì nó không làm như thế, nó ổn ổn một phát luôn xuống đấy. Thì định kỳ cái DB writer nó sẽ làm ghi xuống cái data file khi mà data block cách đẩy 2/3. 2/3 chúng ta lấy ví dụ như này nhé. Chúng ta có 100 GB RAM theo cái khuyến nghị của mình đúng không? RAM
Theo khuyến nghị của mình có 80 GB RAM cho memory, mem nhé. À, mặc định hệ thống OLTP chúng ta phân phối 80% của 80 GB là 64 GB cho SGA. SGA. 16 GB cho PGA. Thông thường 64 GB RAM này 70% nó sẽ thuộc về data bottleneck 70 nhân với 64 hạ khoảng tầm 45 GB. 45 GB của thằng bottleneck này. Thế 2 phần 3 của 45 GB bao nhiêu? Nó tầm 32 GB. Mà 32 GB mà ghi xuống data file cũng không phải nhanh. Đúng không? Nó mất một vài phút đấy. Thứ hai là khi mà checkpoint nó diễn ra, checkpoint định kỳ diễn ra nó sẽ phụ thuộc vào tham số interval. Chúng ta cứ tham là ghi liên tục thì nó nghe IO. Mà lâu lâu chúng ta không ghi thì khi mà chúng ta gặp sự cố thì nó lại đọc từ view log lên để chúng ta bật database lâu. Đấy, sau đó chúng ta cứ để mặc định cho 3 phút thôi. Nên để tầm khoảng từ 10 năm đến 3 phút là hợp lý. Rồi khi mà table space chúng ta offline hay online hay read only hay là begin backup thì tất cả những cái đấy là đều có dấu hiệu của sự mất an toàn về mặt dữ liệu, nó cũng ghi xuống, nó ghi xuống data file nhé. Hoặc là khi chúng ta drop một bảng hay chắc lên bảng nó ghi xuống. Như vậy là các cái thao tác này cũng có thể hay xảy ra, thì do đó là nó ghi tương đối là thường xuyên. Tiếp theo tiến trình gọi là log writer. Mục đích của nó là lưu tất cả các lưu buffer xuống này. Lưu buffer thì ghi cái redo entry đúng không? Bản ghi ngược của quá trình DML DDL. Đấy thì nó ghi xuống đĩa là khi nào? Khi mà người dùng gõ một connect commit, nó ghi ngay xuống đĩa. Hai là khi mà có dấu hiệu như là lock switch ấy, hoặc là khi mà chúng ta gõ enter system switch lock switch. Giả sử như đây đây chúng ta có ba group nhé, một group là current, một group là active, một group là inactive. 3 1 2 3. Một là current, hai là active, ba là inactive, 3 y đi. Nó có switch liên tục thôi. Đấy. Thằng current thì sẽ switch thành chuyển thành active, active chuyển thành inactive, inactive chuyển thành current. Active này thì có nghĩa là nó chưa kịp ghi xuống data file. Khi nó chuyển sang lại inactive có nghĩa là cái dữ liệu này nó đã ghi xuống data file ở cái log rồi. Khi ghi xuống cái log thì nó an toàn, nó đang ngoài đĩa ngoài rồi. Đúng không? Đấy nó cứ switch liên tục như thế, cứ quay vòng liên tục như thế. Cứ dữ liệu cũ để ra ngoài, còn nó gọi là archive. Archive hay còn gọi là cái redox history. Nhưng nó cần nhá, nó là sự thay đổi mà. Kể cả khi mà chúng ta backup lúc 12 giờ đêm, dữ liệu của mình vẫn thay đổi. Mình vừa xong backup data file này, dữ liệu của mình đã thay đổi rồi. Thì nó lấy những cái thằng archive đó và những cái thằng online redox để nó apply vào để chúng ta đến được thời điểm hiện tại. Hoặc là khi đầy 1 phần 3 thằng redoxer nó đã redoxer này thì nó nhỏ thôi, nhỏ tí. 2 mê. 1/3. Hoặc là 1 mê trong data buffer nó đã ghi xuống 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 cái Reno file rồi. Tức là gần như là lúc nào cũng ghi liên tục. Khi xuống Reno file này thì nó là file bên ngoài rồi. Đúng không? Nó không liên quan đến memory, đây là memory nha. Do đó khi mà giả sử chúng ta bị restart OS ý, thì nó vẫn còn file bên ngoài đấy ra, nó tiến hành startup. Và nếu mà cần cái file nào đó nó phải recover đi lại. Thế thôi. Hay là trước khi quá trình mà DB writer nó ghi dữ liệu xuống xuống cái data file, bởi vì quá trình như mọi người thấy rằng cái quá trình mà nó ghi dữ liệu từ DB writer xuống data file nó rất lâu đúng không, nó to thì nó lại tính khoảng nó 30 ghi mà có phải ghi một phát không đâu, mà thằng này ghi có mấy b, 1 b xuống tí dòng đơn vị mili giây đúng không, thôi hoặc là chậm nhất là 3 giây một lần nó ghi xuống. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng nhiều khi cái thằng Hilux là gần như hi liên tục. Do đó là cái lock switch này là nó thiếu. Nó làm cho quá trình ví dụ như mình update, đặc biệt là insert hoặc đi email nó chậm, nó nghẽn. Ngoài quá trình nó lock ra thì nó liên quan đến Hilux này.
Do đó khi mà tuning những hệ thống mà liên quan đến nghẽn, hệ thống đang bị nghẽn, đang bị treo, thì một trong những tiêu chí mà người có thể nhìn ra đó chính là cái nghẽn ở các cái câu lệnh DML này. Mà chỉ nhìn duy nhất một câu lệnh lốc suýt hoặc ITMation mà người biết ngay. Ở đây sẽ hướng dẫn sau. Thì nó có một cái LG NN đây, có nghĩa là nó có rất nhiều cái, rất nhiều cái tiến trình từ 1 đến 99. Thế là có tự động cấp phát, bao giờ cần nhiều cái tiến trình lốc vector nó sẽ sinh ra nhiều điều tùy thuộc vào dữ liệu của chúng ta. Tiếp theo một tiến trình nữa là checkpoint. Checkpoint thì cái thông tin của checkpoint thì nằm trong control file. Khi mà SCN nó thay đổi, tức là khi chúng ta có commit thì SCN thay đổi tăng lên, thì thông tin đó cũng nằm trong trong cái control file, nằm trong header của file. Khi nào mà tất cả thành phần này nó đồng nhất với nhau thì khi đó mình bật database mới được. Kể cả cái SCN ấy trong Linux, Linux nó phải đồng nhất với nhau. Thì checkpoint thì nó là như kiểu cái tiếng trống để cho DB writer nó là ghi dữ liệu xuống. Như kiểu tiếng trống ra chơi, đúng không? 4-5 phút ra chơi. Như kiểu ngày xưa mình đi học ấy. Tiếp theo là admin này, thực hiện recovery lúc start item được bật này, và dọn dẹp những cái gọi là cái segment khi mà sử dụng, khi chúng ta bật lên những cái segment nó không sử dụng ấy, nó dọn dẹp hết đi. Paimon, khi mà người dùng lỗi, là sẽ dùng mình lỗi thì nó dọn dẹp tất cả những cái liên quan data bucket. Data bucket có nghĩa là nhiều khi chúng ta muốn update dữ liệu, đúng không? Hay chúng ta muốn insert dữ liệu mà không may bị lỗi session đó thì nó giải phóng hết. Rồi giải phóng cả tiến trình liên quan undo nữa cho người dùng. Giám sát cái thời gian time out, khi mà quá thời gian time out nó thì nó cũng cũng time out ra ngoài và lấy lại tài nguyên. Tiến trình recover để quản lý các giao dịch phân tán, khi mà người có khái niệm distributed transaction hay gọi labeling, hay từ giao dịch này mình update sang con đây thì xa con labeling chẳng thế, thì cái tiến trình này sẽ quản lý việc đó. Cái việc mà quản lý con labeling thì có một cái bí kíp ở đây mà người cần nhớ, đó là mạng nó phải ngon. Tức là khi mà chúng ta giao tiếp nhiều với nhau thì mạng phải ngon, chứ mạng mà độ trễ thì nhiều khi giao tiếp nó cực kỳ phát sinh rất nhiều trường hợp, dữ liệu nhiều, dữ liệu ít, rồi mất đồng bộ, rồi kim đủ mọi thứ. Cái này thì đến phần quản lý thì sẽ có cái có các cái thủ tục để mình quản lý cho nó hiệu quả. Nhiều cái giải quyết nó không tự động đâu, trong đây nó có ý là tự động giải quyết vấn đề phân tán thì phần lớn nó giải quyết được, nhưng nhiều trường hợp nó mất đồng bộ thì mình vẫn phải làm can thiệp bằng tay ấy. Không không 100% đâu, nó phần lớn thôi. Có nhiều trường hợp thì mình phải hold back cái session đó, hoặc là commit session đó để nó giải phóng, nó clean đi, không có giữ lần sau rằng là khác cũng đúng cái giao dịch đó lại lỗi đấy. Có nhiều trường hợp mình phải làm tay đấy. Còn nếu mạng thông hệ thống ngon thì không phải làm gì, tự động hết. Tiếp theo là cái tiến trình liên quan đến việc gọi là đăng ký cái listener vào. Đăng ký cái gọi là intent của database này với cái tiến trình dispatcher vào cái Oracle Net Listener, để làm sao khi mình kiểm tra cái status nó ra thông tin start stop quản lý được, đúng không? Start stop kiểm tra. Có tiến trình RS nhé, RS. Rồi tiến trình OKLog để nó giúp cho việc chúng ta copy cái log file, đúng không? Ra cái list này, cất đi. Đấy. Định kỳ chúng ta cứ backup data file, backup OKLog. Online log chúng ta không backup nha. Bởi vì OKLog online log chúng ta thiết kế hai nhiều group, mỗi group 2 member mà thì nó an toàn rồi, cơ bản là an toàn rồi. Và ngoài ra là có nhiệm vụ nữa đấy, chúng ta có database standby dự phòng ấy, thì nó copy cái view vào cho con standby. Hai nhiệm vụ đấy.